phim thanh du xe đang vui vầy nơi Vinh Phúc bên Chúa uy linh, xin nguyện cầu cho chúng con. Phim thanh du xe hãy thương người gặp gian khó, xin thánh du xe ra tay phù giúp đoàn con. Nguyện xin thánh du xe du thương, thương đoàn con nơi xương trần. Nguyện xin thương chở che, thương nâng đỡ giúp chúng con trọn đời vững niềm tin. Chúa thương giúp cho con mãi một đời yêu Chúa thôi. Xin thánh du xe luôn trung thành vâng ý Chúa, xin giúp cho con noi gương người suốt đời con. Tuần Cựu Nhật khấn thánh cả Giuse ngày thứ 8, thánh Giuse và công trình cứu độ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần. Thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng: mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh dành cho Chúa, và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Jerusalem có một người tên là Simeon, ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Israel và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Kitô của Đức Chúa. Lời cầu. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa. Noi gương thánh Giuse, xin cho chúng con biên chu toàn những gì chép trong luật Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Được thần khí thúc đẩy, ông lên đền thờ vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến người.
Noi gương Thánh Giuse, xin cho chúng con nhận ra những dấu chỉ của Chúa trong cuộc đời chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. Noi gương Thánh Giuse, xin cho chúng con cũng được phung thay ơn cứu độ. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Cha và mẹ hài nhi ngạc nhiên vì những lời ông Simeon vừa nói về người. Noi gương Thánh Giuse, xin cho chúng con biết ngạc nhiên trước những việc Chúa làm cho chúng con hôm nay. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng. Noi gương Thánh Giuse, xin cho chúng con luôn kiên vững trong niềm phó thác nơi Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Kinh cầu ông Thánh Giuse. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô nghe cho chúng con. Chúa Kitô nhận lời chúng con. Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thần. Thương xót chúng con. Đức Chúa con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thần. Thương xót chúng con. Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thần. Thương xót chúng con. Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. Thương xót chúng con. Lân Thánh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là Đấng sang trọng bởi dòng David. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là sự sáng các thánh tổ tông. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là Đấng thanh sạch gìn giữ Đấng nữ đồng trinh. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là Đấng dưỡng nuôi con Đấng Chúa Trời. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ Chúa Kitô. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là Đấng cai quản thánh giá thân xưa. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse gồm no mọi nhân đức. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse cường thanh cường tình. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse cường khôn cường ngoan. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là Đấng vững vàng mạnh mẽ. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse chịu lụy mọi đàn. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse rất ngày chính thần thà. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là gương nhân đương nhịn nhục. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse yêu chuộng sự khó khăn. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là gương tốt lành cho các kẻ làm thờ phải soi. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là mẫu mực sáng láng về cánh ăn nên ở trong nhà. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là như cồn trù cho kẻ bệnh tật đường cày trông. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ kẻ mong sinh thì. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse các ma quỷ kinh khiêm. Cầu cho chúng con. Ông Thánh Giuse là Đấng bảo hộ cả và hội thánh. Cầu cho chúng con. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Chúa
tha tội chúng con. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Chúa nhậm lời chúng con. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Chúa thương xót chúng con. Chúa đã đặt ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa, cùng cai quản gia nghiêm Chúa. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu bởi lòng thương vô cùng đã chọn lấy ông Thánh Giuse làm bạn cùng dân thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Chúng con kính chuộng ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ cho chúng con ở dưới đất. Thì xin Chúa ban cho chúng con được đáng ăn mày quyền thế người cầu bầu cho chúng con ở trên trời. Amen. Kinh khấn ông Thánh Giuse bảo trợ những vụ khó khăn. Lạy Thánh Giuse, xưa nay không ai kêu cầu Cha mà vô hiệu. Cha có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, đến nỗi người ta có thể nói rằng trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin. Lạy Cha hiền, xin cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho chúng con. Khi ở thế gian này, Cha đã từng là Cha nuôi và là vì bao hộ trung thành của Chúa Con Chi Thánh. Nay xin Cha bảo chữa cho chúng con bên tòa Chúa. Chúng con trao phó nơi Cha vụ khó khăn này. Xin Cha giải gỡ giúp chúng con để thêm một vinh quang mới vào bao nhiêu vinh quang sẵn có của Cha. Lạy Thánh Giuse nhân từ, chúng con tin tưởng. Vâng, chúng con tin tưởng Cha có thể chấp nhận lời nguyện của chúng con và giải thoát chúng con khỏi những khổ cực ưu sầu mà chúng con đang gặp phải. Hơn nữa, chúng con vững lòng trông cậy Cha không bỏ qua điều gì giúp mình cho những người sầu khổ kêu cầu Cha. Chúng con xâm mình dưới chân Cha, tha thiết nài xin Cha đoái thương đến những than van không lòng của chúng con. Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con và chung lành cho chúng con. Amen. Lạy Thánh Giuse, vinh hiển trên đời diệu quang. Ngươi đương Thiên Chúa phong ban thương lòng cao xa. Nhớ khi sanh tiền, Cha đã giữ gìn thánh thân. Dám xin hộ phù đoàn con cái nơi trần gian. Mừng lấy Cha chi nhân truyền tin cho dân thánh Đức Bà Maria và dân thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Này tôi là tôi ta Đức Chúa Trời, tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúng ấy ngồi thứ hai xuống thế làm người và ở cùng chúng con. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời thánh thiên thần truyền mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm người. Thì xin vì công ơn con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây thánh giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển. Cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.